Dạ rồi chúng ta tiếp tục. Xin thưa với đại chúng, thầy xin nhắc một số điều. Có nghĩa là dù người tu sĩ hay là người cư sĩ tại gia, một ngày á, quý vị phải dành ra khoảng tầm 1 giờ đồng hồ để chúng ta đọc lại những cái bài kinh mà chúng ta đã học. Thứ hai là chúng ta phải dành cái thời giờ để chúng ta nghe pháp. Và điều đặc biệt ở đây, chúng ta nghe pháp là nghe những cái bài chúng ta đã học tại lớp, để chúng ta tăng trưởng được cái niềm tin vào pháp Phật. Tại vì trên mạng bây giờ rất là nhiều giảng sư, nhiều giáo thọ sư, nhiều thầy, nhiều sư giảng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có thời gian để chúng ta loạn xạ như vậy. Chúng ta cần, ví dụ như bài kinh An Trú Tầm số 20, thì chúng ta nên về lên nguồn tỉnh thức, nghe đi nghe lại để cho nó thấm. Tại vì thời gian chúng ta không có nhiều để mà dành cho pháp Phật. Do vậy cái thời buổi 4.0 này nó giúp chúng ta rất nhiều trong cái vấn đề chúng ta tu để mà thăng tiến trong cái vấn đề tu tập. Thầy nói như thế không phải là mình quá cực đoan để mà buộc quý vị phải lên nguồn tỉnh thức để coi, nhưng tại vì chúng ta học cái bài nào thì chúng ta về chúng ta nghe lại cái bài đó, quý vị đồng ý không ạ? Còn nếu chúng ta đã hiểu được cái bài kinh đó rút ráo 100% rồi, thì chúng ta có quyền để chúng ta nghe những bài kinh, những bài giảng khác của các quý thầy, quý sư khác, thì điều này không ai cấm. Nhưng mà tại vì là có nhiều hôm á, thầy học bài sau, thầy hỏi bài trước, thì quý vị lại không biết. Như vậy là mà quý vị nói với thầy là con về con nghe, con học trên mạng hoài, tới chừng hỏi ra thì không biết gì hết. Do đó mà để cho nó có cái hệ thống, để nó có sự thống nhất với nhau rằng, thứ nhất, một ngày chúng ta phải dành ra 1 giờ đồng hồ. Thật ra 24 giờ đồng hồ chúng ta dành ra chỉ 1 giờ, nó quá ít, nhưng mà có còn hơn không, phải không ạ? Để chúng ta coi kinh, đọc kinh, tìm hiểu kinh. Tại vì á, chúng ta càng tìm hiểu về loài người, chúng ta càng hiểu người bạn này, người bạn nọ, chúng ta để tâm suy nghĩ về chuyện này chuyện kia thị phi, thì tự nhiên tâm chúng ta nó bị loạn, nó bị rối, nó bị phiền não chi phối. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kinh Phật, tụng kinh Phật hàng ngày, thầy tin chắc rằng lâu ngày chạy tháng, nước nhỏ giọt cũng sẽ đầy luôn, và thiện pháp nhỏ cũng sẽ đầy thành công đức lớn. Đồng ý không ạ? Do đó mà chúng ta thấy một điều, sau khi tụng kinh chúng ta phải nên nghe pháp, chúng ta phải thực hành pháp, chúng ta phải nắm bắt được những cái giờ mà chúng ta học nó có thành tựu, nó có thu nhặt được cái gì lợi ích cho ta hay là không. Thân người rất vô thường, nói ai cũng biết, ai cũng nói đời là vô thường, thân người là vô thường, tất cả mọi cái mọi pháp đều vô thường. Dạ xin thưa, nhưng trong cái vô thường nó có cái chân thường. Tại vì chúng ta cứ nghĩ nó vô thường, chúng ta đổ tội cho nó vô thường, chứ tất cả các pháp kể cả con người đều là chân thường. Chân thường trên cái bình diện của vô thường nha. Trên bình diện của vô thường, không phải là nó xấu hết, không phải là nó vô thường, nó bại hoại, nó chuyển qua đổi hết đâu. Chúng ta có quyền lựa chọn trong cái vô thường để chúng ta sống với đời sống chân thường. Đó là những cái mà chúng ta cần phải nắm bắt cho rõ. Cũng như là trong bài kinh, ví dụ cây cưa, Đức Phật dạy rất là dễ thương. Nếu chúng ta thực tập theo, chúng ta sẽ thấy rất nhiều sự lợi ích trong đó. Ví dụ như cái đoạn kinh thầy vừa đọc qua, thì chúng ta chú ý tới một số cái. Thứ nhất là có một vị tỷ kheo sống liên hệ thái quá đối với các tỷ kheo ni, bằng cách là ai ở trước mặt ông mà chê hoặc là chỉ trích những vị tỳ kheo ni mà ông quen biết, thì ông bực tức phẫn nộ và chất vấn những người đó ngay. Ngược lại, những vị tỳ kheo ni mà quen biết với tỳ kheo tăng đó mà bị người khác chê bai vị tỳ kheo đó, thì các tỳ kheo ni cũng phẫn nộ bực tức. Giống như vậy, đó là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Phật dạy phải lấy cái tâm mong cầu gì
mong cầu cho tất cả những cái bất thiện của tôi, trong tâm của tôi đó, đừng có biến nhiễm thái quá, đừng có tăng trưởng những bất thiện. Cái thứ ba là Phật dạy chúng ta là gì ạ? Giống như là những cái lời nói ác ngữ mà chúng ta biết kiềm chế, chúng ta biết nhẫn nhịn, chúng ta biết chịu đựng để rải từ tâm đến với những người mà gây cho mình những sự phẫn nộ, thì người này đã là một trong những người tu tập đúng theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh ví dụ cái cưa. Xin thưa đại chúng rằng á, cái đầu tiên chúng ta thấy hôm trước chúng ta học một nửa phải không ạ? Hôm nay chúng ta tiếp tục. Chúng ta thấy trong cái sự sinh hoạt hàng ngày của chư tăng trong các bổn tự, trong các chùa, trong các tự viện chẳng hạn, rồi chẳng hạn rộng ra cho đến cái đạo tràng Phật tử của chúng ta, có đôi khi những cái nếp sống, có đôi khi những cái thói quen mà chúng ta sống tại gia đình, khi chúng ta mang về chùa và chúng ta gặp những người bạn đạo sống cùng một cái già lam từ viện, sinh hoạt cùng với nhau, nó có sự chỏi với nhau, phải không ạ? Tại vì cái nếp sinh hoạt của chúng ta ở nhà, ở gia đình mình nó quen như vậy, mà khi về chúng ta cũng là cách lặt rau, cũng là cách nấu nướng, dọn dẹp, nhưng mà chúng ta thấy cái người nào mà họ làm trái tai gai mắt hoặc là khác với cái sinh hoạt hàng ngày của mình ở nhà thì chúng ta làm sao? Chúng ta phản đối, chúng ta không chịu, chúng ta phải làm như tôi như thế này thì mới đúng, vân vân và vân vân. Như vậy hóa ra một điều ta thấy rằng Đức Phật chúng ta đúng là một bậc cha lành, dạy cho chúng ta tất cả những cái bài pháp. Hầu như chúng ta rất dễ bỏ quên lời Phật dạy mà chúng ta lại nhớ những cái lời mà thế gian thị phi đôi chối nhiều hơn. Tại vì cái tiền nghiệp của chúng ta đó, cái khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó tạo cho chúng ta những cái cơ hội ít ỏi để chúng ta tiếp xúc với Phật pháp, mà nó tạo cho chúng ta những cơ hội nhiều hơn để chúng ta tiếp xúc với sự thị phi, oán trách, hờn giận, không ưa, khó chịu, bực bội, vân vân. Đó là những cái pháp mà chúng ta không nên để nó chiếm lĩnh cái thiện pháp tâm hồn ta. Tại vì chúng ta hay có một cái khuynh hướng vậy nè, khi đến đám đông á, chúng ta có những cái chiều hướng, một là vui chơi cho thỏa thích, ha, thỏa thích, thỏa thích, một ha. Chúng ta cứ nghĩ rằng là ở nhà nó cô đơn, nó heo hắt, nó làm cho chúng ta không có niềm vui, nó làm cho chúng ta không có bạn bè, nó làm cho chúng ta không có cái hứng thú, phấn khởi. Cho nên chúng ta tìm đến đám đông để chúng ta tìm kiếm cái niềm vui, dù là nhỏ nhen, dù là ít ỏi. Nhưng xin thưa với đại chúng rằng khi tụ tập mà không thanh tịnh thì đừng nên tụ tập. Chúng ta hiểu cái này không? Nhớ cho kỹ điều này. Trong một hội chúng, trong một đoàn thể, trong một tập thể, tụ tập lại, tụ hội lại mà cảm thấy ý này khác ý kia khác ý nọ, rồi thì là bà làng lên cãi vã, đấu tranh, luận tranh, ngữ tranh bằng binh khí miệng lưỡi đó, Phật dạy đó, thì đại chúng đó là đại chúng không thanh tịnh. Mà đã không thanh tịnh thì không cần thiết phải tụ tập lại làm chi. Chúng ta hiểu này không ạ? Ngược lại, tại vì á, chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ tụ tập để cho hả hê thỏa thích, nói giống như là cái câu thơ gì đó, đến cõi đời vui chơi cho hả, nếm đắng cay cho thỏa rồi về. Không, chúng ta đừng nếm đắng cay, bởi vì đắng cay chúng ta nếm nhiều rồi. Bây giờ chúng ta nếm những cái gì nó ngọt, nó lành, nó mát mẻ, nó nhu nhuyến, nó hòa thuận trong cái diệu pháp của Như Lai thì chúng ta nên nếm. Còn những cái đắng cay, những mặn chát, những chua cá da chát thì chúng ta tạm thời đừng có đụng tới, được không ạ? Tại vì nó càng kéo dài sự lê thê của cái kiếp trầm luân luân hồi của một đời người đau khổ thì chúng ta không gặt hái được nhiều về cái thiện pháp cả. Cho nên thầy xin thưa lại, nếu chúng ta tìm đến những cái nơi để thỏa thích vui chơi mà nó không mang lại một cái ý nghĩa gì tâm linh,
nó không giúp gì cho mình phát triển về cái giới, cái định, cái tuệ, không phát triển về cái thiện căn, thiện pháp trong tâm thức của mình, thì chúng ta nên lắng, nên né, nên tránh, được không? Do đó sự thỏa thích này chúng ta không nên chéo ha. Tại vì chúng ta tìm thỏa thích trong những nơi không thanh tịnh thì nó sẽ không mang lại lợi ích. Đồng ý không? Cái thứ hai, khi chúng ta tiếp xúc với đám đông, với quần chúng, với tập thể, với một cái đoàn thể, ví dụ như vậy, một đạo tràng chẳng hạn, thì với một người trí giả, với một người khôn ngoan, thì chúng ta nên làm một việc gì ạ? Thêm bạn mà bớt gì? Bớt thù thì mới là người khôn nha. Tại sao thầy nói những vấn đề này? Xin thưa đại chúng là cái nội dung này nó liên quan đến cái bài kinh này, này. Liên quan đến bài kinh, ví dụ cái cưa. Tại vì á, chúng ta cứ nghĩ rằng một nhóm bạn của ta, người ta cứ cho là họ ăn cùng chiếu, họ ngồi cùng bàn đi, học cùng trường, bạn cũ, bạn xưa gì đó, họ hiểu được ý tôi. Thì trong nhóm bạn đó cao tay lắm, 5-7 người chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng chúng ta cứ là dễ bị giống như cái vị tỳ kheo đó. Một khi đã liên hệ với các tỳ kheo ni khác, mà ai có sự chỉ trích tỳ kheo ni mà ông tôn giả này liên hệ, thì ổng lại phẫn nộ bất mãn. Và ngược lại các tỳ kheo ni ấy cũng vậy, thì chúng ta cũng có thể rơi vào cái tình trạng như thế này. Ai mà đụng tới nhà tôi, ai chỉ trích tới nhà tôi, ai chỉ trích tới nhóm bạn của tôi là không yên với tôi. Đúng vậy không? Như vậy thì vô tình chung, chúng ta không thêm bạn, chúng ta không bớt thù, mà chúng ta lại thêm thù mà bớt gì? Bớt bạn. Chỗ này là chúng ta vô cùng kém sang và kém duyên. Không dám nói là gì ạ? Rất là khờ. Phải không ạ? Chúng ta nên học hành lắng nghe. Dù họ có nói mình, dù họ có nói bạn mình, dù họ có nói người thân của mình, thì cái việc đầu tiên mà như lời Phật dạy, đó là chúng ta phải làm gì? Lắng nghe. Mà trong lúc lắng nghe, xin thưa đại chúng, trong lúc chúng ta thực hành cái hạnh lắng nghe, có nghĩa là họ đang chỉ trích tôi, họ đang nói về tôi, họ đang nói về người thân tôi, họ đang nói về bạn bè tôi, họ nói về con cháu tôi chẳng hạn. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta để gỡ rối tơ lòng trong lúc mà hai bên tranh đấu, luận tranh, khẩu tranh, chiến tranh bằng binh khí miệng lưỡi đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm gì nhớ không? Nên lắng nghe. Lắng nghe là ngay lúc này này, cái đầu tiên lắng nghe cái đã. Khoan làm việc gì đã, khoan suy nghĩ gì lung tung cái đã. Chúng ta tập trung tư tưởng để lắng nghe những cái lời của người ta đang chỉ trích. Đó là một cái phương thuốc hữu hiệu nhất mà chúng ta cần phải thực hành. Tại vì chúng ta có một cái thói quen, người ta nói sai cũng cãi, người ta nói đúng cũng cãi, người ta nói xấu chúng ta cũng cãi, người ta nói đẹp chúng ta cũng cãi, cỡ nào chúng ta cũng cãi hết nha. Cãi, chữ cãi viết in luôn cho đẹp ha. Tại vì á, cái tư tưởng cãi nó thường trực trong lòng mình, nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mình. Mà không những đời sống thường nhật không, mà kể cả đời sống tâm linh. Hầu như chúng ta mang cãi ngoài đời, mang về chùa. Cho nên là cái chữ cãi đây này, hầu như nó có mặt thường trực luôn rồi. Chúng ta khó bỏ lắm, chúng ta khó buông, chúng ta không chịu thua, chúng ta không chịu bại, chúng ta muốn thắng họ, chúng ta muốn hơn họ, chúng ta muốn lấn lướt họ, chúng ta muốn làm vua, chúng ta muốn làm binh lính, kiểu vậy. Thành thử ra đó, mà đã là cãi thì là đánh mất đi cái hạnh gì? Lắng nghe, nhớ nha. Dứt khoát, ai mà có cái tâm chuẩn bị cãi cho bằng được, à, bà nói cho hết đi, nói cho hết tôi nói cho bà nghe. Cho bà nói trước, bà nói cho hết đi, nói hết rồi tôi nói cho bà nghe.
và tưởng mà nói với là đúng, vân vân và vân vân, thì cái vấn đề cãi nó đang thường trực trong tâm trí mình, trong tư tưởng mình. Mình không bao dung mà mình chuẩn bị mình bung dao ha. Thành thử ra cái hành lắng nghe chúng ta bị đánh mất. Mà xin thưa đại chúng, hành lắng nghe cực kỳ quan trọng. Hồi nhỏ xíu thầy về chùa, thầy hỏi những người lớn, tại sao cái lỗ tai Đức Phật và lỗ tai của các vị Bồ Tát thờ các hình tượng rất là dài, phải không ạ? Thì các người đi trước giải thích cho thầy rằng là tại vì các ngài chỉ nghe thôi, chỉ ngồi đó nghe thôi, chứ không nói gì thêm, cũng không nói gì bớt, cũng không có gì xấu, cũng không có gì đẹp, cũng không có gì ngon, cũng không có gì dở, chỉ ngồi đó lặng thinh mà nghe thôi. Cho nên chúng ta khi bước vào chùa, chúng ta thấy Phật ngồi trên bệ hoa sen, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ngự trên tòa sen, thì tự nhiên ngay lúc đó cái tâm khảm chúng ta bao nhiêu phiền não nó rụng, là tại vì khi chúng ta đối diện với một cái đối tượng mà quá thanh tịnh, quá ư là mát mẻ thanh lương, thì tự nhiên bao nhiêu phiền não chúng ta nó rụng rơi. Phải đúng vậy không? Tại vì các ngài hầu như không tranh với thế gian, mà toàn là thế gian tranh đấu với ngài, tranh đấu với lẫn nhau. Do vậy mà cái hạnh lắng nghe là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hành cho bằng được, thực tập cho bằng được. Mọi thị phi đôi chối hầu như là những cái mũi tên nó đang chờ trực để nó bắn vào chúng ta. Họ luôn luôn nhìn nhận, đánh giá, nhận xét. Họ có những cái lời ra lời vào chỉ trích chúng ta là chuyện thường tình của thế gian, đúng không đại chúng? Tại vì họ có cái quyền đó mà, phải không ạ? Còn ngược lại, chúng ta có một cái vũ khí lợi hại nhất, đó là gì? Lắng nghe. Lắng nghe với tâm niệm gì? Nha, lắng nghe với tâm niệm như thế nào nữa? Tại vì á, bên kia là lửa hừng hực đốt lên rồi, mà bên này chuẩn bị sẵn cái canh dầu, canh xăng thì coi chừng, phải không ạ? Chúng ta đừng có khờ khạo chuẩn bị canh xăng, canh dầu ở trong đây. Người kia giờ nói xong là chúng ta hát vô đống lửa một phát là hai bên đều gì? Nóng hừng hực như nhau. Chúng ta phải nên thiền định mỗi giờ, mỗi ngày để tâm chúng ta được gì? Lắng dịu xuống. Mà khi tâm được lắng dịu, nhiều cơ hội tập cho tâm chúng ta được lắng dịu đó, thì khi chúng ta tiếp xúc với đời, chúng ta tiếp xúc với người, mà dù đó là xấu hay là tốt, dù đó không đẹp hay là có những cái lời khiếm nhã đối với chúng ta cũng có đủ dũng khí để chúng ta chiến đấu lại. Đó là một sự lợi hại của Phật dạy cho tất cả hàng con. Do đó cái lắng nghe với tâm niệm hết sức bình gì? Bình thản. Bình thản là một cái trạng thái tâm thức không nôn nan, không nóng nảy, không bập chợt, mà nó theo cái thuận pháp. Có nghĩa là khi họ chỉ trích, tôi chỉ ngồi để lắng nghe. Và thậm chí nếu có cơ hội để chúng ta nói với một người khác về một người xấu họ đã hại mình, thì chúng ta có quyền nói không? Có quyền nói không ạ? Dạ không. Có nghĩa là mình không phải tự hạ mình xuống, cũng không đưa người khác lên, nhưng mà mình có quyền đánh giá về mình, còn không được quyền đánh giá về người khác. Đúng vậy không ạ? Cho nên trong cái bài kinh ví dụ cây cưa, thầy rất tâm đắc. Thầy tâm đắc vô cùng. Cái gì của mình thì mình có quyền, của người khác mình chỉ được làm một số cái. Ví dụ như trong lời nói Đức Phật dạy trong bài kinh ví dụ cây cưa, thứ nhất phải nói đúng thời, thứ hai phải nói đúng sự thật, thứ ba phải nói nhu nhuyến, vân vân. Thì năm cái pháp để lát nữa chúng ta học. Như vậy cái đầu tiên, dù cái việc đó họ cho phép mình nói nhưng không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng thời, thì cái sự thất bại nằm ở mình chứ không phải ở người kia đâu. Cho nên cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống chúng ta phải đạt được trong tầm tay. Khi đối tượng nào chúng ta cần nói cái gì, khi đối tượng nào chúng ta cần nói ra cái gì, chúng ta phải nên gì, có sự sắp xếp nhất định trong tâm thức.
thì chúng ta mới dám buông ra lời nói. Tại vì có những cái để thì nó còn, mà nói thì nó sẽ gì? Hết trơn mất rồi. Đúng vậy không ạ? Để im thì nó còn, nhưng mà nói ra một cái là tình cũng cạn, mà nghĩa cũng hết. Đúng không đại chúng? Cho nên cứ âm thầm coi thời thế nó đổi thay, rồi hy vọng rằng với cái sự hướng tâm của mình rải cho người kia bằng cách sử dụng tâm từ, thì họ sẽ tự chuyển hóa. Quý vị cứ tin đi. Nếu một người nào mà họ xấu với mình đó, quý vị đối xử tốt với họ đi, mai kia mốt nọ họ sẽ gì? Thứ nhất, họ gặp mình họ gì? Họ dị. Phải không ạ? Họ dị, họ không dám nhìn, bởi vì họ thấy cái sai. Mà khi họ thấy cái sai thì ngay lúc đó mình cũng không được khả hi. Người con Phật khi họ nhận sai thì mình không được khả hi, mình không được vui, mình không được đáng kiếp. Phải không ạ? Mình không được đáng đời. Chứ nhiều khi chúng ta thấy họ, người đó xấu quá không tốt, mà khi họ gặp nạn, khi họ gặp cái gì mà bất trắc, mà khó khăn, mà xui rủi đó, chúng ta kêu nhân quả đáng đời. Đó là một cái câu mà nó vô cùng là vô tâm, vô cùng vô tâm. Chúng ta quên mất một điều rằng là không có một bậc thánh nào không có quá khứ, và không có một tội nhân nào mà không có tương lai cả. Nhớ cho kỹ câu này. Không có một bậc thánh nào không có quá khứ, và không có một tội nhân nào mà không có tương lai, và không có một pháp luật nào mà không có những sự khoan hồng đúng mực cho những cái phạm nhân cả. Do đó trong kinh nhà Phật, khi chúng ta học, chúng ta phải nên thông minh rằng Phật dạy cho chúng ta cái gì, chúng ta phải nên áp dụng cái đó trong đời sống, đừng để cho nó rụng rơi. Tại vì chúng ta lượm cái gì thì chúng ta sử dụng cái đó, học cái gì thì phải sử dụng cái đó. Bởi vì thức ăn đi vào trong cơ thể, trong lục phủ ngũ tạng, nó làm cho chúng ta gì? Trưởng thành, lớn lên, khỏe mạnh, máu huyết lưu thông, trí nhớ được sáng tỏ. Thì học kinh Phật cũng là một món ăn tinh thần, giúp cho cái tuệ căn, tuệ lực, tuệ định, tuệ giới của chúng ta được phát triển, thì người này đích thực là con của Phật. Còn ngược lại thì chúng ta hay ai mà xấu, mà họ gặp cái nhân quả báo ứng gì cái gì, chúng ta sáng mắt chưa, hết thôi. Chúng ta hay có cái kiểu đây ha. Tiếp theo, trong cái đó là cái cách giao tiếp từ trong chùa rộng ra ngoài xã hội, nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy một điều rằng hôm trước mình có thưa với nhau, cái nhịn, cái nhẫn, cái buông, cái bỏ, cái gì gì đó, chúng ta cứ nghĩ rằng tôi có pháp môn, tôi không có dạy cái đó, pháp môn tôi dạy những cái cao sang hơn. Chứ buông làm gì, bỏ làm gì, nhịn làm gì, nhẫn làm gì, ví dụ như vậy. Những cái chữ mà chúng ta nghe nó bình thường lắm, mà thật ra nó không bình thường tí nào nha, không bình thường chút nào. Ví dụ bây giờ chúng ta học chữ bỏ đi, học chữ bỏ thôi, nó đến mức độ nào đó chúng ta vẫn thành công. Bỏ những cái khó bỏ. Trong sử có kể hai vợ chồng nọ, nhà nghèo lắm, thời của Đức Phật nhà nghèo lắm. Cái thì là hai vợ chồng có một miếng vải để quấn thôi. Thì ông đi ra thì bà ở nhà không có cái gì để quấn, mà bà đi ra thì ông ở nhà không có gì để quấn. Hôm đó mới nghe người hàng xóm nói là hả, vua Ba Tư Nặc chở cả hàng khối xe vải dốc lụa là để cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Đi ngang qua nhà của ông thì hai vợ chồng nghe như vậy cũng muốn phát tâm cúng lắm, nhưng mà không có cái gì để cúng hết. Bây giờ có một miếng vải để hai vợ chồng quấn ra quấn vô nhà thôi, mà nghèo đến mức độ vậy luôn, có gì đâu mà cúng. Cái thì là bữa đó Đức Phật về tại kinh thành Sakya Thi để giảng pháp, thì
sau khi giảng pháp xong á thì cái ông chồng mà nhà nghèo đó cũng có mặt nữa. Ông thấy người ta lên cúng dường Phật với lại thánh chúng quá chừng hết, thì ông mới suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại, suy nghĩ tới rồi suy nghĩ lui. Bây giờ cúng thì cũng được, cũng tốt đó, nhưng mà lát nữa lấy cái gì để mà chạy về? Tội vậy đó, không có gì để chạy về, bởi vì quấn cấm miếng vải đi mà giờ cúng làm sao. Vậy mà coi như sau khi gần hết cái thời pháp rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 gì đó không biết, ông la lên giữa đại chúng, ông khum tay ông la giữa đại chúng: ta chiến thắng rồi, ta chiến thắng rồi. Quý vị nào mà có cái tâm mà nghiên cứu đạo sâu, đọc lịch sử tới chỗ này tự nhiên rơi nước mắt. Ông chiến thắng cái gì vậy ạ? Cũng những giây phút trước ông tranh đấu với tinh thần, tâm lý, tranh đấu tâm lý bằng cách là cúng hay không cúng miếng vải này đây. Mà thật ra thì Chư Tăng và Đức Phật không có cái nhu cầu, không có sự khuyến khích là ông hãy cúng cho tôi đi, hoàn toàn. Nhưng mà đó là sự phát tâm, sự phát tâm. Tại vì ông thấy ba bên bốn phía ai cũng cúng hết, cho nên là cuối cùng ông cứ: ta đã chiến thắng rồi. Có nghĩa là kệ nó, ai có cười, ai có chê, ai có dè biểu, ai có khinh khi, ai có xem nhẹ cũng được, miễn là ta tự chiến thắng cái lòng chấp thủ ngã mạn của ta, ngã sở của ta trong tâm, vứt cái miếng vải này cúng là xong. Cho nên ông la lên: ta đã thắng rồi. Rất dễ thương. Và ngay khi Đức Phật biết được điều đó, Đức Phật nói giữa đại chúng, thì vua Ba Tư Nạc mới cho ông 3 chiếc xe gấm dốc lụa là vải xù trước mặt hội chúng. Ông không nhận, ông không nhận, ông chỉ xin đủ 1 bộ đồ cho ông mặc và đủ 1 bộ đồ cho vợ ở nhà thôi. Và cái sự tiền thân của vị này như thế nào thì sau này quý vị có điều kiện, có cơ hội chúng ta nghiên cứu thêm. Ở đây thầy muốn nói là gì? Ví dụ như 1 chữ buông, chữ bỏ, chữ nhẫn, chữ nhịn thôi. Chúng ta nghĩ rằng là thầy vô nhà thầy thấy nhiều người ghi nhiều cái câu, nhiều cái chữ treo lên tường lắm chứ, phải không ạ? Nhẫn rồi nhịn rồi rồi tâm rồi này kia. À, bên đây là chữ nhẫn, bên đây là chữ tâm, đọc lại là nhẫn tâm. Nhưng mà có kể chuyện vậy nè. Có một vị thiền sư, ổng đi tới cái nhà ông cư sĩ, thì ổng thấy là mới vừa học cái chữ nhẫn, ở đâu cũng treo chữ nhẫn hết. Cái nón đội cũng để chữ nhẫn vô, cái cuốc cũng để cái nhẫn, chữ nhẫn, cái chén ăn cũng để chữ nhẫn, chỗ nào cũng dán chữ nhẫn vô hết. Thì vị thiền sư đó mới hỏi: cái chữ này chữ gì? Ông cầm cái nón lên hỏi: chữ này chữ gì? Dạ chữ nhẫn. Rồi ông chỉ cái chuông: chữ gì đây? Dạ chữ nhẫn. Ông xuống nhà bếp, ông thấy cái bình, cái ly, ông hỏi: chữ gì đây? Là chữ nhẫn. Ông ra ngoài vườn, thấy cái cuốc, hỏi: chữ gì đây? Chữ nhẫn. Cuối cùng ông quanh vô, ông thấy cái rổ, hỏi: chữ gì đây? Chữ nhẫn. Hỏi riết rồi cái ông kia ông chịu hết nổi, ông kia: sao ông ngu vậy? Hồi nãy giờ tôi đó nói chữ nhẫn rồi mà bây giờ hỏi tới hỏi lui có 1 chữ đó thì biết rồi chứ, còn nhẫn không? Hết rồi. Thành thử ra có những cái, cho nên trong nhà Phật nó có cái chữ gọi là ba la mật. Ba la mật được dịch sát nghĩa ra là gì ạ? Đáo bỉ ngạn, hay gọi là qua bờ kia. Ba la mật có nghĩa là những cái mà nó vượt trội, nó hơn xa với cái thế gian thường tình. Ví dụ như từ ha, từ cũng từ ba la mật, bi cũng bi gì? Ba la mật. Hỷ cũng hỷ ba la mật, xả cũng xả ba la mật, buông cũng buông ba la mật, bỏ cũng bỏ ba la mật. Có nghĩa là nó có một cái tính năng vượt trội. Tôi ví dụ, khi tôi ra đường chẳng hạn, tôi thấy một người ăn xin, họ thiếu may mắn, họ kém phúc duyên, họ quỳ họ lại, họ la lết ngoài đường, tôi cho họ 5-10 ngàn. Nhưng mà
Đó có phải ba la mật chưa? Đó có phải ba la mật không ạ? Chưa. Tại sao? Tại sao? Tại vì tôi còn thấy tôi là người cho và tôi còn thấy có người nhận cái của để mà tôi cho. Đó là cái đầu tiên. Tôi còn thấy có ngã, có nhân, có thọ, có giả, có đủ thứ cái tất tần tật trên nhân gian này thì tôi không phải là người thực hành ba la mật. Trừ khi nào đủ duyên tôi cho, đụng duyên tôi cho, đụng người tôi cho mà trong lòng tôi hầu như không nghĩ, không coi trọng cái người cho, không coi trọng cái vật cho và không coi trọng cái người đang ăn xin kia nhận đồng tiền bố thí của tôi thì quả may lắm mới được. Chúng ta hiểu này chưa? Thành thử ra đó, mà Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, chữ Ba La Mật chúng ta đọc hoài ngày mà. Muốn đạt cái trình độ Ba La Mật chúng ta phải làm cái gì ạ? Phải làm gì ạ? Cái đầu tiên phải làm gì? Phải thấy mình là nhỏ bé vô cùng tận trong cái chốn nhân gian hồng trần này nè. Có nghĩa là đặt cái ngã và đặt cái tôi xuống đến tận cùng của lòng đất. Và khi đến xuống lòng đất không còn có cái chỗ để xuống nữa đó, thì chúng ta mới thẩm thấu và chúng ta mới thấu hiểu được rằng hàng khối người trên nhân gian này họ cũng làm như tôi chứ có gì đâu mà tôi tự xưng, tự hô, tự tung tôi lên được. Phải vậy không? Cho nên cái đầu tiên phải buông cái ngã mình xuống ngay lập tức. Đừng cho mình là ông hoàng bà chúa. Đừng đặt mình lên những cái ngai bệ vàng để cho dân chúng phải lễ bái, cúng lại. Không. Cho nên làm tiên thì sướng thiệt, nhưng mà làm người phàm biết tu còn sướng hơn rất nhiều nỗi. Ta phải nên quan điểm, văn nhận quan niệm điều đó cho rõ ràng. Và tiếp tục mấy cái chữ đơn giản thôi, nhưng mà nếu chúng ta thực hành cho nó được trọn vẹn thì đời sống ta tốt đẹp lắm, tốt đẹp lắm. Như một chữ thương thôi. Con mình thương không? Thương. Chồng mình thương không? Thương. Cháu mình thương không? Thương. Người hàng xóm thương không? Không. Là thua rồi. Thua rồi. Vậy là thua rồi đó. Tại sao thầy nói điều đó? Bởi vì trong bài kinh hồi nãy có đọc đó, Đức Phật có dạy có vị tỳ kheo Phu Quỳnh Á như thế này: mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Phật dạy rất rõ. Có nghĩa là tất cả những cái động thái, những cái thái độ nhìn nhận, những cái nếp sinh hoạt thường ngày của ta, hầu như đó đâu phải ai nhìn vô cũng thương hết 10 người, phải không ạ? Có người thương, có người ghét, có người thích, có người không, có người phản đối, có người đồng tình, vân vân và vân vân. Đó là cái lẽ thường tình của thế gian. Nếu anh là người biết tu tập nghiêm túc đàng hoàng thì cái sự bẻ bàng, cái sự bạc trắng như vôi, cái sự mà lật ngược lật xuôi, cái sự trở mặt của thế gian là chuyện thường gì? Là chuyện thường tình. Nếu anh còn để tâm vào những cái đó, anh càng khổ một nỗi. Anh càng để tâm vào một cái khác, anh càng khổ cái thứ hai. Cho nên muốn dứt khổ thì phải gì ạ? Phải làm gì? Phải làm gì? Đơn giản lắm. Mong rằng tâm của tôi sẽ đừng có biến nhiễm. Biến nhiễm là gì? Giàu có tâm khác à, nghèo khổ tâm khác. Đang nghèo rớt mồng tơi vậy đó, giàu lên một cái là tâm khác liền. Có thay đổi không ạ? Thay đổi vô cùng nha. Hồi xưa đen đúa quê mùa vậy đó, buồn gì đó lầy sình không hết à, mà bây giờ có chút của tánh trắng được chút xíu cái là ngon lành ha, ngon lành, ra đường là người khen kẻ ngợi, dễ thương, đẹp đẽ, xinh lành, trắng trẻo, ví dụ vậy, là tự nhiên cái tâm chúng ta nó khác liền à. Cho nên ở đây Phật dạy rất rõ, mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm, có nghĩa là
trước những cái thuận nghịch của thế gian, trước những lời khen chê chỉ trích của thế gian, tâm ta vẫn là như vậy thôi. Không có gì xao xuyến, không có gì chao đảo, không có gì lay động được cái đôi mày của những bậc thiền sư. Các bậc thiền sư người xưa tu mức độ như vậy, dù có thăng trầm, có vinh nhục, có bỉ cực, có đẩy xô, có thị phi, có đôi chối, có như thế nào nữa thì cũng không làm trao được đôi mày của các ngài đó. Đệ tử Phật là phải như vậy. Còn chúng ta thì xưa khác, nay khác nhiều lắm. Ta nhìn nhận lại thử phải không ạ? 18 đôi mươi nó khác, ba mấy bốn chục, 50, 60 là ta thấy nó khác. Cho nên đó, có dịp chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn gì ạ? Nhìn lại rõ mình nhiều hơn. Có những lời phát biểu, có những lời nói mà ngày trước kia bây giờ ta nghĩ lại ta thấy mắc cười. Có những trò chơi, những lời nói, những cái sự đụng chạm, va chạm, tiếp xúc gần gũi của ngày tháng cũ đó, mà ta vứt lại như một chiếc áo không hề thương tiếc. Bây giờ ta nhìn lại ta thấy mắc cười lắm. Ta cứ nghĩ rằng những cái tháng ngày đó là những cái tháng ngày mà thanh xuân rồi gì đó tùm lum hết, mà thật ra nó qua nhanh lắm. Nó qua rất nhanh. Tại sao ạ? Tại sao qua rất nhanh? Thật ra nói nhanh chứ nó không nhanh. Mình cứ nghĩ rằng là ồ, mới đó mà tháng 4 rồi à, qua vài tháng nữa, mới đó mà tháng 7 rồi, nhanh ghê. Rồi qua vài tháng nữa chết, mới đó mà gần Tết rồi. Thật ra tại sao chúng ta có cái suy nghĩ đó? Tại sao ạ? Nó khác cái người trí giả ở chỗ này nè. Thầy có đọc đâu đó mà có một bài thơ Sơn Trung, nó có cái câu là Sơn Trung vô lịch nhật, hàn tận bất tri niên. Cái lạnh ở trong núi đó nó làm cho tôi quên đi ngày tháng Tết nhất đã đang về. Sơn Trung vô lịch nhật, ở trong núi không có lịch, không có ngày, mà cái lạnh của núi nó làm cho tôi quên ngày tháng, quên đi Tết nhất. Tôi thấy hoa mai nở, tôi biết Tết thôi. Tôi thấy người ta lũ lượt kéo xuống phố, kéo xuống chợ sắm đồ thì tôi biết Tết vậy thôi. Chứ bản thân tôi có cái gì đó gọi là Tết? Tại vì Tết trước, Tết sau cũng là để đánh mốc thời gian thêm cho mình một tuổi đời. Mà chồng chất thêm một tuổi đời mà không có một chút tuổi đạo nào thì cuộc sống này vô cùng héo hắt và buồn tẻ. Đó là những cái điều tôi phải nhận thức đúng về cái Tết là như vậy. Tại vì Trần Công Sơn có nói trên đời người gì mà trên ngày đi gặp từng nấm mộ, dưới chân ngày cỏ xót xa đưa, đại khái là vậy. Như vậy thì những cái bước chân chúng ta đi hàng ngày, cuộc sống, sinh hoạt, hoạt động, tu tập, ăn uống, ngủ nghỉ, lao động, học tập, vân vân, tất cả những cái đó mục đích của nó là gì? Đối với gì? Mục đích để làm gì? Nó có chỉ một chữ duy nhất, trọn nghĩa nhất, đó là chữ gì ạ? Chết. Nha. Ngoài chữ này ra không có một chữ nào ý nghĩa. Đến từng tuổi này thầy có quyền nói với bản thân mình thôi nha. Chữ này ý nghĩa với thầy vô cùng tận. Ý nghĩa vô cùng tận. Tại sao? Thời gian đi qua là thời gian gì? Đã chết. Những cái tuổi, những cái tháng ngày của bản thân tôi đi qua là những tuổi, những tháng ngày đã gì? Đã chết. Những thức ăn của tôi những tháng ngày cũ, tôi ăn vô tôi tiêu hao thì thức ăn đó là thức ăn gì? Chết. Và điều đặc biệt nữa, nếu tôi không tu, tôi đã là người chết rồi. Cho nên không có một cái chữ nào nó hay bằng chữ chết cả. Nếu chúng ta bỏ đi một chữ, nó sẽ thành chữ gì? Hết. Phải không ạ? À? Rất dễ thương. Quý vị có tin không? Có nhiều khi thầy rảnh, thầy không làm gì, công việc chùa xong, soạn bài rồi xong xuôi, thầy ngồi thầy nhìn qua cái chữ này luôn. Nhìn hoài luôn. Bởi vì nó có mặt từ khi nào ạ? À? Từ khi trong bào thai của mẹ thầy cơ. Chứ không phải đến năm 70 tuổi nó mới có mặt mới xuất hiện đâu. Ai mà nghĩ rằng là 70-80 tuổi nó mới có xuất hiện, sai, sai lắm, sai vô cùng. Có một câu gì?
người buôn bất động sản chết nằm trên cỏ xanh, thấy đất không của mình mà mình là của đất. Nhiều anh bất động sản, đất đai, giường tược, nhà cửa nhiều quá mà, thì anh cũng chết anh nằm dưới đó mà thôi. Bởi vì đất không phải của mình, mà mình là của gì? Là của đất. Do vậy mà cái lời phúng điếu trong tang lễ đó, cụ Nguyễn Văn A bây giờ đã về với lòng gì? Đất mẹ. Ta quên mất, cầu ta vui, ta hả hê, ta cười, ta quên mất. À hóa ra mình là lệ thuộc vào đất, chứ không phải là cái đám kia bao nhiêu chục mét vuông của tôi, mấy trăm mét vuông của tôi. Sai, sai rồi. Cho nên có cơ hội nhìn nhận thêm nó vô chút nữa, chết, xóa đi cái hết, thêm vô chết, xóa đi hết. Chỉ ngồi bấy nhiêu thôi, ngồi nhìn nhận bấy nhiêu thôi, mình thấy đời vô cùng bột bèo. Đối với bản thân mình, vô cùng bột bèo và rẻ mạt. Nếu anh không có cái tuệ tri, tuệ nhãn, tuệ giác để anh phán đoán, anh xử lý những cái niềm đau nỗi khổ trong lòng anh, thì coi như cuộc đời anh đã chấm hết. Chấm hết mà không cần ai tác động, tự động anh chấm hết cho cuộc đời anh. Anh không còn cơ hội dở ra một trang giấy mới, anh không còn cơ hội dở ra trang kinh mới để anh đọc anh tụng, anh không còn cơ hội để lạy Phật sám hối mỗi ngày. Miệng anh hầu như không có cơ hội để anh nói pháp, dù một câu pháp rất ngắn. Tại sao vậy ạ? Mắc Covid á. Hết khả năng. Và như thế là ta phải làm gì? Cố gắng tu thôi. Tu cho tốt, tu cho đẹp, tu cho ngon lành. Tại vì hôm trước mình có chia sẻ, khi khởi tâm ác, khi khởi niệm ác, thì người khác chưa biết mà mình đã gì? Đã chịu, mình đã chịu rồi. Dằn xé tâm can, đau đáo để mà tìm cái cơ hội chống trả, trả thù, vân vân, ví dụ vậy. Người khác, mình sắp sửa bị hại, họ hoàn toàn không biết, họ vẫn ăn ngon, ngủ kỹ, họ vẫn làm việc, học hành, vân vân. Không có gì xảy ra, mình mới là người khổ. Nhưng khi khởi một tâm thiện, khi khởi một tâm thiện, mình được lợi, người khác được lợi, đúng không? Cho nên chỉ có hai chữ thiện ác thôi, mà nếu ta tu cho đúng cũng ngon lành lắm á, ngon lành cành đào lắm á. Rồi tiếp tục ha. Đức Phật hay nhắc nhở tăng ni như vậy đó. Thì cái bài kinh số 21 này, thứ hai nữa là mong rằng ta sẽ không nói lời ác ngữ. Chữ ác ngữ nó trái lại với chữ gì ạ? Trong Bát Chánh Đạo có cái gì ngữ? Chánh ngữ. Chánh ngữ. Thì Đức Phật dạy mình, hàng ngày mình cứ nghĩ rằng là mong rằng tôi sẽ không nói lời ác ngữ. Tại vì lời ác ngữ nó sẽ dẫn đến cái ác gì? Ác báo, ác quả. Mà người nào mà gieo cái mầm ác nghiệp thì sẽ dứt khoát nhận lại cái ác quả. Quả ác là điều tất nhiên. Nó, chúng ta thấy chúng ta lang thang nhiều độ trong luân hồi sanh tử trầm luân rồi, nó bồng bềnh nổi trôi theo nhiều cái phận. Có thể chúng ta làm người, có thể chúng ta làm những cái loài khác, không ai biết được cả, không ai hề biết. Và hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe pháp, chúng ta học pháp, chúng ta có đủ lục căn, chúng ta mặc dù nó có hư hao chút đỉnh, nhưng mà chúng ta vẫn còn xài được, vẫn còn nghe, vẫn còn hiểu, vẫn còn đạt được, thì đó là một điều hạnh phúc. Thành thử ra chúng ta đừng có phung phí, chúng ta đừng ngược đãi với cái danh phận của mình quá nhiều. Chúng ta hay có một cái sự ngược đãi mà thầy không thích. Tôi nghèo quá, tôi khó học pháp, tôi không có phương tiện, tôi không thể học pháp được. Tôi khó khăn quá, tôi không đến lớp, đến chùa, tôi học pháp được. Không. Cái học á, nó không có phải nhất thiết là phải học trong từng con chữ, phải học trong từng trang sách,
Mà cái học ở đây có nghĩa là chúng ta chỉ cần, nếu chúng ta có cái thiện căn, chúng ta có thiện trí, chúng ta chỉ cần giao tiếp dài buổi trong lớp học, quý vị đã có những cái đề mục để chúng ta thực thi ở nhà rồi. Chúng ta biết đề mục không ạ? Đây là đề mục này. Chết là đề mục, hết là đề mục, bỏ là đề mục, buông là đề mục, thương là đề mục, nhẫn là đề mục, tất cả đều là đề mục để chúng ta quán chiếu hết. Đề mục là những đối tượng thiền để chúng ta cột, để chúng ta trói tâm mình vào đó. Và cột trói lại không phải là để chúng ta chết trong cái thiện. Chết trong ác và chết trong thiện như nhau nha. Chúng ta hiểu cái chết trong thiện không ạ? Chết trong thiện mà chúng ta đã có sự đóng góp, chúng ta đã có sự học hỏi, chúng ta có sự nghiên cứu, chúng ta có sự nghiền ngẫm, chúng ta có sự tư duy. Có nghĩa là chúng ta có đầy đủ tam tuệ. Tam tuệ là gì? Tam tuệ là gì ạ? Nói ra cho biết liền này nha. Văn, tư, tu. Bây giờ giỏi chưa? Biết ngay mà. Văn. Dễ thương quá. Tư, tu. Đó là tam tuệ. Nếu chúng ta chết trong thiện mà chúng ta chết trong tam tuệ thì đời sống của ta vô cùng tốt đẹp. Chúng ta đầy đủ trí ha, văn đây là trí. Ta thấy cái chữ ngày xưa người ta sử dụng rất là hay. Bước vô trong trường học là tiên học lễ, hậu học văn. Rồi sử địa toán lý hóa học gì? Học văn không à? Không phải, chữ văn có nghĩa là học gì? Học trí. Trí nha. Văn đây có nghĩa là nó không phải là bộ môn văn, không phải là bộ môn tiếng Việt, không phải là phân tích bình giảng giải thích gì cái nhân vật nào, cái đoạn văn nào cả, mà văn là làm cho mình trở nên văn vẻ, văn minh, tốt đẹp, trí tuệ, sáng suốt thì gọi là văn. Thế thì là nếu đời sống của chúng ta có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tư duy, lấy trí tuệ, lấy tư duy rồi mới tới tu tập. Còn mình thì bằng ngược lại hết. Tu trước ha, để có cái trí rồi mà có tư duy. Được không? Cũng được. Không sao hết, miễn là nó sờ quần trong này là được rồi nha. Nhưng mà với một người mà thiện trí, trí giả, họ sẽ có trí trước rồi đó. Có trí để nhận định cái gì đúng, cái gì sai, cái gì bỏ, cái gì theo, cái gì lấy, cái gì không lấy, phải không ạ? Cái văn quan trọng cực kỳ. Văn quan trọng cực kỳ. Nếu ông không có trí, ông sẽ không bao giờ biết được cái gói mì đó nó còn hạn sử dụng hay không, đúng không ạ? Cho nên pháp Phật nó rất đơn giản. Chúng ta đâu có cần gì cầu kỳ. Không phải giàu mới học được, đẹp mới học, đẹp gái mới học được. Không phải. Trong này có ai đẹp gái đâu, cũng học tốt đó thôi. Có những cái rất đơn giản, nói đùa để cho khỏi buồn ngủ thôi, chứ ai cũng đẹp hết nha. Có những điều rất đơn giản mà chúng ta hầu như bỏ qua rất nhiều. Thầy ví dụ thôi, một gói mì gói thôi, nhà nhà đều ăn, người người đều ăn, phải không ạ? Nhưng cách tháo mở gói mì chưa chắc ai tháo mở đúng. Cách chế nước sôi để chế gói mì chưa chắc ai cũng chế đúng, vân vân và vân vân. Cho nên nếu chúng ta thiếu đi văn thì đồng nghĩa chúng ta gì? Mất đi cái trí tuệ. Tôi ví dụ đơn giản thôi. Bữa nay tôi ăn chay, cha con ra kia ăn, không ngờ gần tôi được ha. Chén bát hồi sáng sớm là tôi rửa nước sôi, tôi úp riêng ra cho tôi rồi. Cha con ông tôi nói hoài, ăn chay đi cho tâm nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, không chịu. Ủa, anh có cái quyền gì vậy? Đó là gì? Suy nghĩ đúng mà hành động gì? Sai. Ta công nhận không? Suy nghĩ đúng có nghĩa là gì? Muốn cho người khác ăn chay, muốn cho người khác hướng thiện là điều gì? Là điều đúng, là điều tốt, là điều đẹp. Nhưng
hành động mình sai không? Sai hoàn toàn. Thứ nhất, vi phạm quyền tự do. Đúng không? Mình phải tôn trọng quyền tự do người khác. Anh ăn chay được, người khác không ăn chay được thì anh không có quyền cấm người khác ăn chay theo ông. Đó là một tôn giáo cực đoan. Mà đã là tôn giáo cực đoan thì coi chừng mình sẽ là thành những tôn giáo mà xáo trộn lẫn nhau. Bởi vì Phật giáo là Phật, là một cái tôn giáo nhập thế. Mà đã nhập thế thì làm sao ạ? Hòa quan hỗn trí như nước với sữa mới là tôn giáo đẹp, tôn giáo tốt. Cho nên mới gọi là tốt đạo và đẹp, đẹp đời. Thứ nhất, anh không được tước quyền tự do của người khác. Anh đừng có mượn cái danh là anh là đạo Phật, anh muốn làm gì anh làm sai. Học Phật phải học tất cả những kỹ năng sống này, thì thầy tin chắc rằng đạo tràng mình là những người vô cùng thông minh và nhạy bén trong vấn đề đối nhân và xử thế. Đã nhận cho thế. Có đôi khi có những suy nghĩ đúng nhưng mà cái hành động mình không đúng, làm cho người ta trở nên quạo gọ, bực bội. Vậy rồi coi như là sao ạ? Bữa khác cái gần tới giờ thọ bát rồi, tôi nhờ ông chở, tôi chúc ông cũng không chở. Lâu ngày chày tháng có gì hiểu không? Tức là vẫn biết rằng là cái vấn đề tâm linh là vấn đề cao thượng, nhưng tâm linh nó không ở trên trời, tâm linh không ở trên những vì sao, trên những cung trăng, mà tâm linh là những cái vô cùng gần gũi khi anh có đầy đủ trí tuệ, tư duy và tu tập, thì tự nhiên nó hài hòa, nó không có bị chọi lẫn nhau, nó không bị ngược ngạo lẫn nhau. Cho nên nếu như người khôn trong đường lối tu tập từ chùa mang về nhà, hễ ta thấy cái gì mà nó hơi khác khác là lo đổi liền, đừng giữ lại, tại vì đường ray đã trật rồi. Đừng để cho tàu lửa tiếp tục chạy, chạy là chết hết cả đoàn tàu. Hiểu vấn đề này không ạ? Nếu ta thấy mọi người cộng đồng họ sinh sống như vậy mà ta sống ngược lại, thì cái đầu tiên họ sẽ nhìn nhận mình là gì? Người lập dị. Mà lập dị là gì ạ? Là khác người. Mà khác người là bất bình thường. Đừng tưởng mình ngon. Đạo Phật dạy chúng ta như vậy đó. Dạy từ trong cốt lõi dạy ra, chứ không phải dạy từ trên trời cao gì trơn. Rất gần gũi, rất thực tế. Nồi một vấn đề ăn chay thôi, mình liệt kê ra là mình thấy mình đã chỏi rồi đó. Ăn chay là tốt, giữ cho trái đất xanh, giữ cho hành tinh xanh, anh là người hùng là tốt. Nhưng có những hành động anh thái quá làm cho người ta bực, phải không ạ? Giống như nãy mới vừa kể đó, cha con bay ra kia ăn, người ta ăn chay không được ngồi gần. Đứa cháu nội nó vừa chạy tới, nó kêu nội nội đi đâu người cứ xúc miệng hôi rinh, nó hết dám tới luôn. Tu riết mà coi như mình thành cây gai xương rồng, không ai dám đụng vô luôn. Là mình coi chừng mình tu gì trật, trật rồi, sai rồi. Trong khi các vị thánh đệ tử Phật ngày xưa, nhất là tôn giả Mahakayip, là người tiên phong, là người đứng đầu trong cái vấn đề đi khất thực, ai cho gì ăn đó, không chê hôi, không chê thiêu, không chê bẩn, không chê ruồi bu kiến đậu, mà ăn xong chắp tay làm sao? Chắp tay lại kính cẩn với cái tấc lòng vô cùng cảm kích vì đã giúp cho tôi có bữa ăn sống trọn qua ngày mai, cho tôi có thời gian tu tập tiếp thêm một ngày. Cái đạo Phật, cái tinh thần sao mà nó cao vun vút như thế? Còn mình thì dở quá, mày ăn đi, tao không có ăn. Kiểu vậy. Mình sai rồi, sai rồi. Có nhiều cái bà lão, có nhiều cái bà cụ, bà già cúng dường cho tôn giả Mahakayip là một vị thượng thủ. Tại sao gọi là thượng thủ? Vì tôn giả Mahakayip có cái hạnh gọi là hạnh gì ạ? Hạnh gì? Hạnh đầu đà. Đầu đà không phải cái đầu màu đà nhé. Đầu đà không phải là có cái đầu màu đà. Cái đầu mà màu này là chết rồi. Đầu đà tức là cái hạnh gì ạ? Khổ hạnh đệ nhất. Thứ nhất về ăn, thứ hai về mặc, thứ ba về cư trú,
thứ tư về thuốc men, thứ năm về sàng tòa, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái đời sống đó, hình như mình liệt kê hơi dư một cái phải không? Tứ vật dụng, thứ nhất là lương thực thực phẩm ha, thứ hai là y áo ha, thứ ba là thuốc men, thứ tư là sàng tòa. Thì nói chung cái đời sống tu tập nó chỉ gói gọn trong bốn cái đó thôi. Đối với lương thực thực phẩm, Ngài là người ai cho gì ăn đó, không chê hôi chê thiêu, không chê ruồi bu kiến đổ, không chê đồ dở, cũng không khen đồ ngon. Và ăn xong rất quan hệ nha, rất quan hệ. Còn lỡ mà mình, ai mà cho mình đó, thật ra bánh thì gói, chứ họ đâu có cái mắt thánh đâu mà họ nhìn vô họ biết nó quá hạn hay là nó mốc, nhưng mà họ lỡ cho mình, có nghĩa là mình phải khôn khéo khi họ tặng quà cho mình, họ cho mình miếng gì, miếng bánh gì mình ăn. Mà mình ăn luôn được cả cái bánh thì mình nhận luôn cả gì, cả vật thực và tấm chân tình của người cho, phải không ạ? Còn lỡ mình bóc ra mà mình thấy nó hết hạn, nó hơi thiêu, nó hơi chua, thì mình nên nhận cái tình nghĩa của họ, còn cái bánh mình vứt được không? Được chứ, được mà, tốt đẹp mà. À, đối với y áo, ông Ngài Thượng Thủ Ma Ca Diếp lúc nào lễ mùng 1 rằm mỗi tháng là chư tăng ni phải đảnh lễ, tại vì Đức Phật từng tuyên bố nơi nào có chư tăng tu tập sau này ta vào niết bàn, người nào, trú xứ nào, chùa chiền nào, tự viện nào, đoàn thể tăng đoàn nào, còn có người thực hành hạnh đầu đà là Phật pháp còn trường tồn mãi mãi. Khủng khiếp. Đừng nghĩ rằng tôi sống xa qua, tôi đi xe sang, tôi có tiền đô la, tôi có vàng cả mấy chục ký, vân vân. Sai rồi. Tại vì sinh tử là sự đại, khi cái chết tới thì vàng của anh đang đeo đó, người khác lấy. Tiền anh ở trong ngân hàng, người khác xài. Đất anh mua bao nhiêu lô, người khác ở. Đúng vậy không? Cho nên cái trí của nhà Phật là cái trí tập cho mình cách để buông bỏ, chứ không phải tập cho mình cách để thu vào trời ạ. Bởi vì mình không đủ trí, mình không đủ dũng mãnh để mình buông bỏ, cho nên nhà Phật phải dạy cho mình có cái trí để mà bỏ. Vậy thôi, đơn giản. Và hôm nay chúng ta dừng đây, hôm sau chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, cảm ơn quý vị.